Động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay loa ngoài loa thoại của điện thoại BlackBerry Q10 bị rè ú. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách thay như thế nào, rất là đơn giản. Với khách hàng ở xa mà không điều kiện đến các địa chỉ di động cao cấp.vn trên toàn quốc thì có thể qua video này có thể tự thay được loa trong loa ngoài của điện thoại BlackBerry Q10. Đó. Đầu tiên là chúng ta tháo hết tất cả các ốc rồi. Đấy, tất cả các ốc ra. Đây mình tháo sẵn rồi để cho nó nhanh. Đó, thì mình đã tháo sẵn rồi. Chỉ cần vài động tác là chúng ta có thể tháo được rồi. Đó. Ở phần này là phần loa ngoài của BlackBerry Q10. Đó. Khi quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến loa ngoài bị rè ú, chúng ta có thể cả xương này, thì máy sẽ hết bị rè ú và không nghe được loa ngoài nhỏ hay chập chờn vân vân vân. Do dơ nước rơi vào chủ yếu. À, tiếp theo đến phần loa trong thì chúng ta phải tháo hẳn mên ra. Tháo hẳn mên bên trong ra. Tháo hẳn mên ra. À, đây là phần loa ngoài của máy. Tháo bóc ra. Sau chúng ta bắt đầu thay phần loa trong nhắn tin. Đây là loa trong của USB Q10. Đó. Loa trong rất hay bị rè, nghe rất là khó chịu. Khi đó thì quý khách hàng có thể qua các địa chỉ di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay loa trong mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 667 50 99 để tư vấn và hướng dẫn hỗ trợ khắc phục các sự cố liên quan đến loa trong, loa ngoài của điện thoại BlackBerry Q10. Đó. Sau đó chúng ta thay loa mới rồi. Trên tay mình là loa mới. Loa trong mới là gắn rồi. Đó, phần này là cái phần chống nhiễu, chúng ta cẩn thận bị rơi. Đó. Gắn xong rồi. Nói chung là thay tương đối dễ, cái hàng chú ý một chút, đó, khéo tay một chút là cái hàng thể tự thay được. Đó. Đồ nghề thì cũng không có gì phức tạp cả, cái hàng có thể thay luôn được tại chỗ. Nhất là những khách hàng ở xa khi bị nước vào, rơi nước vào, chúng ta có thể qua video này chúng ta xem và chúng ta có cái cách để tháo máy ra, vệ sinh máy, không bị nước vào ảnh hưởng đến nguồn bên trong. Đó, vậy là chúng ta đã cố định lên được rồi. À, chúng ta lại bắt ốc ngược lại. Bắt vít lại. Cố định lại máy. Chúng ta lắp pin vào và chúng ta test. Vậy là chỉ qua vài thao tác cơ bản là quý hàng có thể tự thay được loa trong loa ngoài của BlackBerry Q10 tại nhà. Đó, rất là đơn giản thôi. Chúng ta bật máy lên và chúng ta kiểm tra xem là tình trạng loa bị rè hết chưa. Nếu hết rồi thì chúng ta không phải tháo máy ra nữa, còn nếu mà vẫn chưa hết thì chúng ta thử thay một loa mới xem sao. Gần như chắc chắn 100% là khi chúng ta thay loa mới là sẽ hết tình trạng ú rè cho loa. Mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa điện thoại BlackBerry nói chung và sửa chữa BlackBerry Q10 nói riêng, quý hàng có thể truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 667 50 99 của Di động Cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giá thay sửa của điện thoại BlackBerry Q10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.